Lên.
cái yếu con rứa đó à. Nhiều quá mà không biết nặng ở chỗ mô, sợ ra máu nhiều. Cái này là không nấu cơm chứ. Sáng em quên em nhận cái chi vậy thứ hai thì em cứ nghĩ hôm qua không nấu rồi mình nấu vậy. Tối nay em đi học mà. Nấu sớm sớm ăn mình. Nấu cũng nhanh vì trưa em nấu. Thứ tư em xin chuyển nghiệm này để học bài, nhưng mà chưa có cái yêu cầu gì thì em cứ làm nha. Thứ tư là ấy rồi đó hả? Thứ tư thì khi mô thi thứ tư, thứ sáu trả bài, chủ nhật để nhận bằng xong. Đau bụng ghê trời, không nhận được bụng. Nhiều đi lắc, chắc cho mình có gì rõ ràng là mình để cái máy ngay rồi mà. Mình có lắc à? Ờ, như tôi thấy ông... À, không nặng chỗ nên là không lắc rồi. Mũi ông lắc rồi. Đau á. Rõ ràng
em để vừa đúng giữa rồi mà chọc nhìn lên phát là thấy như đâu rồi. Tôi mới đi giỏi rồi, hồi xưa là quậy lắm rồi. Ừ, quen với nỗi đau hơn 2 năm rồi, 2 năm 1 tháng. Cái mặt ông cô này mà không đi lái chắc là không biết ra răng luôn thì. Ông làm chỉ do ngày đầu tiên là em đi học đó, 23 năm. Bên này còn nhiều lắm nè, bên này nặng nè, xíu nè. Quay đã mà, được không? Ừ. Chỗ này là cái tầm mạch nghỉ bên này. Chị đang chạy xíu nè. Trời ơi. Cái đây đằng sau em có ai dùng về, nếu có quay cho em xíu. Có lên đằng sau chưa? On. Ly á, nó sẽ rảnh nhiều quá. Yêu em. Cảm đau rồi đó. Trà. Đây à. Cái này là nặng thả lỏng. Đừng có cái quậy. Trước sau gì mà nặng thôi. Đừng có đè, ta đè lại mày ta. Cố gắng đi. Im nè. Nay pha mụn mũ rồi mà. Bài lên mặt luôn, để lên mặt luôn nè. Ok, thả oxy đó. Chỗ miệng không vốn chịu não đâu. Ông nhớ để lâu quá cho viêm từ lâu. Mà ấy ráng nhanh lên, chứ đâu để lâu lắm đâu hả. Mụn nhanh lên ráng á. Ok, phải 4-5 ngày đi lần. Nếu mà đi liên tiếp là ok, mà đi kỹ nhắn đi ra. Để cái nào ghê mới đi á. Chị em chịu hết nổi rồi, cố gắng đi em. Chị nặng 50 phút nữa thôi, xong rồi. Nhẹ rồi đó. Tối nay chắc chị đi học phải uống một ly trà xanh. Tối biết đang không? Buồn ngủ. Học cây nó buồn ngủ lắm à. Tối nào đi, em cũng ngủ hết chị. Em cũng uống nồi luôn. Nguyên qua. Ráng đi anh. Xíu nữa là xong rồi. Im. Còn ít nữa thôi. Im.
In. Mẫu hồng này em nghe quần chị xíu nha. Cố gắng nha, chỗ này đau lắm. Thôi, em chịu nổi rồi. Cảm ơn chị em.